Chào các bạn, Hà Thương rất vinh dự khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knew 24h. Và hôm nay có những tin tức xin nổi bật. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé! Aespa thường bị soi hát nép ở trời Tây, nghe mà thấy lo dùm cho sân khấu của Coachella 2022. Mới đây nhất, thông tin Aespa trở thành nhóm nữ thứ ba trình diễn ở Đại hội âm nhạc Coachella 2022 đã khiến fan vô cùng tự hào. Tuy nhiên, netizen cũng bày tỏ ý kiến lo ngại về khả năng like của bốn cô gái nhà SM khi không ít lần họ bị bóc trần hát nhép ở trời Tây. Kể từ sau màn comeback với Sovet, Aespa thường xuyên bị soi tình trạng hát nhép khi biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ. Tầm cuối năm 2021, nhóm nữ tân binh của SM còn khiến fan xấu hổ vì hát nhép lộ liễu khi diễn tại trời Tây trong chương trình The Nick Cannon Show, The Kelly Clarkson Show hay là Mercy Thanksgiving Day Paradise. Một trong những nguyên nhân khiến Aespa bị người xem phát hiện hát nhép là do sự thật thà quá mức của cô nàng Ninh Ninh, main vocal của nhóm. Dù khó quãng trầm hay là hai nốt, Ninh Ninh luôn hát một cách nhẹ tình, mặt không đổi sắc, thậm chí là tuột mic vẫn diễn ngon ơ, ờ, như thể là không hề có ý định che giấu việc nhóm không hát live thật sự. Các bản hit của Aespa đều có vũ đạo nặng đô, cũng như nhiều đoạn phải lên hai nốt. Chính vì vậy, nhiều người đặt ra nghi vấn Aespa sẽ lại hát nhép ở Quachela 2022 để tiết mục được tròn trịa nhất có thể. Một số bình luận của netizen Hồi xem Blackpink diễn hơn chục bài mà vẫn like tốt, tự nhiên thấy lo cho Aespa quá. Dù sao cũng mong nhóm lên sân khấu hát live với đừng nhảy dưỡng sinh để xem bình thường, fan khen vô cùng ngon nghẻ lắm, làm tôi cũng muốn nghe thử. Nếu như lúc nào cũng hát nhép thế thì sẽ chẳng được khán giả nước ngoài đón nhận đâu. Thực lực là một chuyện rất quan trọng ở Mỹ, hát live không nổi thì không thể thành công. Cũng hy vọng nhóm cải thiện được kỹ năng chứ cứ hát nhép thì người ta cười cho đấy. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp trong ngày của KNew 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.